đây là con CBR500R đó. Thì của một anh khách sửa, mình không biết là ở đâu, xong rồi mang qua đây kêu mình làm lại. Thì mình thấy là nó không có chuẩn, lý do là vô dầu phục, mình làm lại phục luôn, vô dầu phục nó thiếu nhiều quá cho nên cái phục nó bị cụp 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 khi qua một cái ổ gà hay gì đó, đó. Thì nó rất là yếu, mình vô phục. Bởi vì sao mà nhiều người á hỏi là hỏi phục anh làm bao nhiêu, mình mới báo ví dụ như phục upside down, bên mình phục hồi là thay phốt và thay dầu làm phục hồi lại hết và luôn công tháo rách là 2,4 triệu, đó là phục upside down. Thì người ta che mắt, nhiều chỗ chỉ làm 1,5 triệu thôi, nhưng mà mình nói với anh em á, bộ phốt nó không là mấy trăm ngàn à, bộ phốt zin tiền dầu mình, dầu li quy á, li quy á một bình đã là 200 mấy 300 mấy một bình rồi, mà một cây phục này á, một cây phục upside down cái lượng dầu nó tầm khoảng 350 ml, từ 300 đến 380 ml tùy theo đời. Như còn cái phục này nó tầm khoảng 200 ml thì đó, thì các bạn thấy tiền dầu và tiền phốt nó là bao nhiêu tiền rồi. Cái thứ hai là bộ đồ mở phục, đây ham rẻ hay gì đó, đồ mở phục mở banh hết cái ốc đầu của anh em, em thấy không đó, thấy không? Đó là ham rẻ. Và anh em biết cái cặp này bao nhiêu tiền không? Nếu nằm trên cặp phục upside down nó phải tầm 5-6 triệu cái cặp nắp này không nè. Đó, giờ mới thấy là cái nào rẻ, cái nào hại. Bây giờ người ta thay cho anh em một cái bình dầu, hỏi là dầu gì, anh em không cần biết. Anh em chỉ biết là làm xong cái phục thôi, và anh em không biết là nó đi được trong bao lâu và độ an toàn nó như thế nào, hiệu suất nó như thế nào, anh em không biết. Anh em chỉ biết mắc và rẻ là làm xong thôi, cuối cùng chạy được hay không và ổn định như thế nào. À, tùy theo cái người, tùy theo cái gọi là cái nhu cầu của khách hàng, mình chỉ làm đạt trên một cái quy chuẩn, tại vì mình biết được, lường trước được nó như thế nào, cho nên mình làm đúng chuẩn của mình thì nó phải như vậy. Còn rẻ hơn là mình không có lời, tại vì mở ra mình mua bộ đồ mở phục làm phục không đã gần 20 triệu rồi đó. Và nó sẽ có thời gian sử dụng, nó giống như đồ nghề á, xài một thời gian á cái độ khít nó sẽ hết ha, thì á là nó lỏng rồi thì mình phải đổi, mình không thể để xài hoài được, anh em nhớ như vậy nha. Đây là những cái đồ thẩm mỹ đó, nó bằng nhôm, đầu mở bằng nhôm á, mình mở phải kỹ và thời gian nó sử dụng nó có thời gian chứ không phải là xài mãi mãi, và phải trừ cái hao khấu cái tiền đồ của mình ra nữa đó, và rất nhiều thứ ha đó. Và khi mà các bạn hiểu như vậy rồi á thì đó là cái độ, là cái gì, là cái trình độ, là cái nghề người ta tới đâu, nó phải nói lên tất cả chứ không phải là làm được là chạy được nha. Ai nói cũng được, ai nói cũng được hết trơn á, nhưng mà làm tới đâu. Ví dụ như người xài người ta level chỉ tới đó thôi, người thợ người ta hơn, cho nên người ta làm xong, người xài đó không biết gì hết, thì cũng đã làm xong đó. Người giống như mên đó, nói mới tới thay nhớt, trong khi chạy nó sốt không nhớt, mở ra đen thui cũng mới thay, người ta không có hiểu, không có hiểu về vấn đề gì hết, mà người ta cứ nói ừ đã làm rồi giờ không cần làm nữa đó. Mình ở đây có nghĩa là mình làm một việc gì mình cũng phải, ví dụ đưa qua không phải mình làm liền đó, mình phải coi cho thật kỹ nó là như thế nào, mình sẽ chia sẻ với khách hàng ừ nó bị như vậy như vậy như vậy, nó sẽ có hai hướng đi, một hướng đi như thế này bao nhiêu tiền, hướng đi như thế kia bao nhiêu tiền, anh chọn cái nào. Nếu mà hướng đi một nó sẽ được như vậy giá bao nhiêu tiền, hướng đi hai nó được như này giá bao nhiêu tiền, đó là do khách hàng chọn. Mình luôn luôn đưa ra những cái hướng để khách hàng đi đó. Phải họ phải để cho người ta thật là sự hiểu cái vấn đề người ta đang bỏ tiền ra nó sẽ được như cái gì, như thế nào đó, chứ không phải là ừ làm như vậy vậy bao. Rất nhiều người ừ tại sao báo làm cái đó sang báo như vậy, từ đây xưa giờ sang làm rất ít khi phát sinh ha, giống như là máy như vậy ha, lãnh vô ừ mình lãnh đây 30, ừ có chỗ thì lãnh 10 mấy, cuối cùng ra 3 mấy luôn, nhưng mà vấn đề ta đâu có bao, hậu mãi nó không bằng và đảm bảo chất lượng làm sao bằng được ha. Thì đó là từ sau có hai cách, một là người thợ đó cố tình báo giá rẻ để lôi khách về nhà trước nè, lôi về đây trước rồi mới tính phát sinh ra, mới tính lên cái giá thực sự. Hai
là người thợ đó không nắm được chính xác tổng quát là làm những gì bao nhiêu tiền, chỉ là đưa giá đại, thì chỉ có hai trường hợp như vậy thôi đó. Tại sao mà Sang đưa ra lúc nào giá cũng chính xác là như vậy, có thể xây sức, nhưng mà hiếm lắm, hiếm trường hợp khi mà phát sinh lắm đó. Và những cái phát sinh lặt vặt này kia Sang cũng đã không lấy thêm tiền, cũng nằm trong đó rồi đó. Anh em phải hiểu, ví dụ như những cái xe mới như vậy nó qua bên Sang thì cái vấn đề phát sinh là không có rồi, nó bị cái gì làm đó không phát sinh. Còn vấn đề phát sinh là tại sao là làm nhiều chỗ lắm rồi, qua bên mình làm cái này nhưng mình thấy cái đó nó không được, cũng phải làm lại cho khách, đâu có lấy tiền đâu, phải không? Bây giờ báo khách đợi khách trả lời nữa thì lâu quá, thôi làm luôn. Nếu mà cái sự việc đó nó chỉ tốn công khoảng thời gian vừa phải hoặc ngắn thôi thì Sang sẽ làm luôn. Còn nếu mà tốn công nhiều quá thì Sang phải báo đó. Chứ không phải giống như cái xe này làm xong chạy không có được. Đây mình báo luôn, ti này là ti cũ à, thứ nhất chính xác là ti cũ. Tại sao biết ti cũ ti mới? Tại vì ti cũ á, cái đường xước của nó vẫn còn. Em thấy đường sọc sọc không? À, nếu mà ti mới gắn không bao giờ có cái đường đó. Cái thứ hai, chẳng ba này không có thay, chẳng ba này lại không biết có ép lại hay chưa. Nhưng mà cái xe á, xe mà để qua nghiêng vậy nè, đạp nhẹ cái lỡ lệch, lỡ lệch rồi đó, phải bị chán, đi chán cổ chẳng ba rồi. Thấy không? Cái thứ ba, cái này là mình nhìn trên này nó có dấu ép mâm nhưng mà cũng chưa tốt lại khách, nó ép mâm chày. Nhưng mà khi mình kê bánh lên mình quay nó vẫn nguyên quanh, cho nên chạy thả tay ra nó bị đảo. Đó là cái ép mâm chưa chuẩn. Dàn áo này bên hông gãy bát hết, nãy giờ phải hàn bát lại hết mới gắn vô lại ha. Lúc mang qua nó hở ra ngoài luôn ha. Đó, bát bên này là hàn lại hết rồi. Nếu mà làm như vậy đâu có thay gì đâu. Đó. Thì em nghe anh ơi, sổ đăng kiểm gì nằm trong xe, đăng kiểm gì ba? Nằm hết trong xe á. Anh coi lại đi, trời ơi, nằm hết trong xe á ba. Trong cốp xe chứ đâu ba. Em ra em để hết giấy tờ bên đó để anh đi đăng kiểm giùm em luôn mà. Có. À, anh làm bảo hiểm hả? Mua bảo hiểm mới đi ba. Thì đăng kiểm hết bảo hiểm rồi, dục đi. Em không có quan trọng bảo hiểm đâu, chả bao giờ em được đền hết, cho nên em chả nghĩ tới bảo hiểm đâu. Trời ơi, cái xe đó người ta đăng kiểm Hà Rầm á, từ tới Nha Trang tới Sài Gòn không nội. Nhìn vô đi ba. Cái xe từ chạy từ xưa giờ mà, chứ không phải xe bỏ chết đâu ba. Nha, nhức đầu cái gì. Nhìn tìm ra số khung số máy qua, xe người ta đăng kiểm xưa giờ. Mới trễ có mấy tháng à, tại em để em không chạy thôi, giờ em mang ra dọn đăng kiểm giùm em luôn đi. Ờ, chừng nào mà để mấy năm rồi anh sợ, bữa này mới trễ 2-3 tháng mà. Xe từ đăng kiểm hồi đó em bán cho người ta trong Sài Gòn đăng kiểm mầm, bán ở Nha Trang, Nha Trang đâu có binh đăng kiểm được đâu. Nha Trang khó lắm mà, người ta còn đăng kiểm màu ào mà. Vậy hả? Ok anh làm giúp em đi ba, cho lẹ ba. Đuối lắm rồi. Dạ 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 dạ. Mình đang đăng kiểm một xe. Mình bận quá, mình làm nhiều việc quá cho nên mình nhờ anh mình đăng kiểm được. À, mình nói tiếp. Ở cái vấn đề như vậy không có chạy xe té. Có bầu mà đi xe đạp. Trời ơi, trời á. Đó. Rồi mình nhìn trong này nè. Cái sừng trâu không biết bị vấn đề gì, đây là vỗ lại nè. Là xét hết trơn, nên thấy xét không? Đó, xét trên xét dưới luôn. Rồi không có ngay. Ha. Ghi đông, một bên ghi đông thì bị hơi sệ. Cái này mình sao? Những ghi đông sắt này mình tháo mấy cái gù ra, mình đút cái tiếp vô, mình bẻ khá là ngay vị trí lại. À, đây là cái vấn đề ngon bổ rẻ nhất mình cũng nói khách hàng. Một là anh thay cặp cái cặp ghi đông này, hai là để em đút bẻ. Em bẻ được 99 mấy phần trăm thôi. À.
chung là tùy theo cái cách đó, thì tùy theo những cái người gọi là có cảm giác về xe dữ lắm á, thì mới biết được thôi, chứ còn không thôi là bó tay, mình bẻ lại là bó tay, không có biết được. Tại vì thả tay mình làm, khi mình làm một chiếc xe tai nạn á, mình làm theo kiểu mình làm để chạy chứ không phải mình làm buồn ngãi. Mình biết cái tai nạn, mình nói thiệt nha, 90-95% xe chạy ở trên đường là tai nạn, 90 luôn á, mình nói thẳng như vậy. Bạn đừng nói bao giờ là bạn chưa bị ngã xe, hoặc là bạn chưa bao giờ bị té xe đi. Chuyện đó là chuyện hiếm lắm, không phải là không có mà rất hiếm. Đó, những người ta không có chạy nhanh, người ta chạy cà phê, những người ta kỹ tính quá đi, người ta ít tiếp xúc với xe thì người ta mới có trường hợp đó thôi. Chứ còn á, những cái xe tai nạn á, đừng bị tới khung sườn. Mình đang cam đoan đừng bị tới khung sườn. Đó, nếu bị khung sườn mình làm lại còn được nữa mà. Làm rất nhiều xe Z1000 hay này kia bị khung sườn mà gãy luôn, mình làm lại còn được mà. Nhưng mà riêng mà để mà chạy, mình làm để mà chạy tốc độ luôn á, đừng bị về khung sườn. Tất cả còn lại làm được hết. Tất cả còn lại làm được hết. Nên nhớ, anh em nhớ, đừng bị khung sườn thôi. Còn vấn đề nếu bị khung sườn thì mình làm lại thì nó, vấn đề đây là chỉ được 90-95%, không thể nào được 100% được. Anh em nên nhớ. Alo. Alo, alo, alo. Dạ, anh nói gấp đi anh. Dạ, anh ở đâu ạ? Dạ, Sóc Trăng gửi xuống đó là 450.000 luôn ship cho anh. Dạ, anh nhắn tin giúp em, anh nhắn tin giúp em đầy đủ địa chỉ, số nhà, họ tên, số điện thoại. Em nhắn số tài khoản, anh chuyển khoản qua là em cho ship đi bưu điện liền. Từ 3 đến 5 ngày là tới đấy anh. Dạ, dạ. Ok anh, dạ, dạ, dạ. Đó. Nên anh em á, đừng có ngại xe té hay không té. Vấn đề là nó hiện tại anh em mua là nó đang chuẩn hay không chuẩn thôi. Chứ còn té có nhiều kiểu té lắm. Mâm này mình ép lại là bao chuẩn luôn. À, chỗ làm ép mâm rồi lại cân mâm lại rất là chuẩn, anh em yên tâm. Đó, rồi phục thì mình thay mấy cái phục này rẻ, xe đao mình còn thay rồi. Cái vấn đề nó cong như boomerang này mình ép lại, ép cái vỏ lại thay dây bình thường. Đó, còn những cái ti này hơi cong giống như thế này là ép lại nè. Chứ cái ti này không phải thay đâu. Đó. Phục làm như vậy chứ là xe 2019 mở ra vậy thì thua rồi. Đó là những cái vấn đề mà rẻ. Nhưng mà thật sự là không rẻ. Anh nói là làm 40 mấy triệu. Anh nói là làm 45 triệu đó. Nhưng mà xe như vậy, nếu mà xe mình này mà làm như mình thì chắc không bao giờ tới giá đó. À, giá đó, giá hạn báo ảnh 49 thì ảnh cũng nghe đâu là làm khoảng tầm 20-25 thôi đó, nhưng mà cuối cuộc qua là thành 45 triệu. Đó, đó là cái phát sinh quá khủng khiếp. Thì anh em phải biết cách để đừng có để mình là con nai vàng ngơ ngác. Đó, rồi không hiệu quả là lại mất tiền. Cho nên là mình nói, nhìn thấy cái gì mình nói cái đó thôi. Đó, thì như bây giờ phải làm lại hết rồi, mâm phép lại nè. Đó, phuộc thì mới làm lại rồi. Đó, thì thay phốt thay dầu thôi chứ không có gì. Đó, tại vì phốt khi mình mở ra là mình thay mới, mình không thể nào gắn cái phốt cũ vô lại được. Tại vì nó rất là rủi ro. Tại phốt là phải đóng xuống, anh em nên hiểu điều đó. Có đồ đóng xuống. Và khi đóng xuống, đóng ra, đóng vô, thế nào nó cũng bị xì. Rủi ro bị xì rất là cao mà mỗi lần mở ra rất là cực. Đó, cho nên là mình mở là mình thay, mình cho dầu vô, mới vô. À, bây giờ cái phục nó rất ok rồi, còn lại cái mâm rồi dàn áo cũng hàng rồi, lại hết rồi ha. Rồi ngồi mâm với lại chẳng ba này phải nói với khách ép chẳng ba lại. Đó, cái nữa là cái này chắc mình bẻ lại cho khách vậy thôi. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm.